Chào cả nhà trở lại. Tu sửa, tu tập hay tu hành là lấy đời sống hành vi hàng ngày ra sửa đổi, không phải vác ba lô lên núi một mình, càng không phải ngồi thiền quay mặt vào vách vài giờ. Người có gia đình làm tròn bổn phận là tu, người có thói quen bất thiện tu sửa lại hành vi là tu. Trong lúc phiền não khổ đau tìm thầy lành bạn tốt hỏi đạo là tu. Nhà dột thì tu sửa nhà, thân bệnh thì tìm bác sĩ là tu sửa thân. Tâm loạn tìm pháp lành là tu sửa tâm. Tất thảy không ngoài tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Lại có người bảo, tôi sống ngay thẳng, không hại ai, trời đất biết đất cần gì tu. Nói như thế không sai, nhưng lại thiếu thông đạt. Chư vị có cùng suy nghĩ như thế, sẽ có lúc nghi hoặc vì câu nói, tôi sống ngay thẳng. Mà sao gặp nhiều khổ nạn, khi giáo dưỡng con cái lại không thể diễn đạt một cách trọn vẹn như thế nào là sống ngay thẳng. Sống ngay thẳng, sống tốt, không hại ai là lẽ thường. Ví như đi xe phải tuân thủ luật giao thông quy định của mỗi quốc gia, tuân thủ nơi mình sinh sống là giữ giới. Tuy nhiên, người hiểu giáo lý trong kinh có thể giảng trạch rõ về mỗi ý, không nhầm lẫn và nghi hoặc thế nào là sống thiện. Ví như phân biệt giữa thiện và ác trong kinh thập thiện, những việc làm có lợi ở tương lai là thiện. Giả dụ mình có con cái nó hư không nghe lời, mình ra sức dạy, răn đe và có thể phạt nó. Hiện tại là thiệt thòi, nhưng tương lai chúng nên người là có lợi ở tương lai. Mục đích của tu sửa là chỉnh đốn lại bản thân, bỏ ác theo thiện, giảm nghiệp bồi phước. Cũng như các môn học và ngành nghề của thế gian, cần có phương pháp và phương tiện, không thể nghĩ suông. Kinh Phật là phương pháp, sách vở, điện thoại, chiếc chuông, chiếc mõ và cả tượng Phật là phương tiện. Phương tiện có thể thiếu, nhưng phương pháp thì không thể. Ví như một đứa trẻ học toán, khi đã biết phép tính, có thể dùng tập, dùng viết, dùng máy tính đều cho ra kết quả. Có phương pháp tu học, tìm phương tiện phù hợp, tự mình ra sức tu tập. Tương tự như đã có địa chỉ muốn đến, tìm phương tiện để di chuyển, tự mình đi mới có lúc đến. Hay nói, nghe pháp, hiểu pháp, nói pháp, hành pháp. Phương pháp cũng có muôn ngàn lối, 84.000 pháp môn hay 6 bộ kinh điển trong Phật giáo Đại Thừa nhằm giáo hóa chúng sanh, đoạn ác tu thiện, ly khổ được vui. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng dùng phương pháp kết nạp. Giả dụ kinh Bát Nhã nói về tánh không, nói về thiện là ác, ác là thiện. Có người hiểu và có người không. Ngài nói thêm kinh Mười Thiện. Chúng sanh không muốn người nói lời thô ác với mình thì phải giữ giới không nói lời thô ác với người. Đó là tu nghiệp miệng. Kinh Kim Cang bắt đầu từ câu khéo giữ khẩu nghiệp, đặt khẩu nghiệp lên hàng đầu. Kinh Thập Thiện đặt trọng tâm ở ý nghiệp, vì ý mê lầm sẽ sinh ra hành động và lời nói bất thiện, tạo nghiệp bất thiện. Phương tiện tuy có khác nhau, thủy chung cùng một con đường là tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Tu sửa hành vi là để tự lập số mệnh, thành tựu chính mình, giúp gia đạo an hòa, giúp xã hội an vui. Chư vị cần tìm phương pháp riêng cho mình, nghe pháp thoại, đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền dành cho người sơ học. Nấc thang tiến lên, có người niệm Phật, có người nghe giảng kinh, tùy căn cơ điều kiện khác nhau. Có người học hiển giáo, có người học mật giáo. Hàng vạn pháp môn, Phật thuyết cho từng căn tánh và sự yêu thích của chúng sanh không như nhau. Kinh điển là lý thuyết, hoàn cảnh chư vị là sự, lý sự cần viên thông. Giả dụ kinh dạy, đừng sát sanh giết hại vật. Điều này không hoàn toàn phù hợp với người đang làm nghề bán thịt hay mở nhà hàng. Không thể nói họ ngưng ngay hoàn toàn công việc. Nếu tự mình ngưng ngay hoàn toàn công việc đang làm, ảnh hưởng bao người khác. Theo lý sẽ đúng, nhưng sự thì chưa. Bản thân người ấy muốn giảm sát sanh, có thể cố gắng bàn giao bớt công việc. Một thời gian sau, thu xếp tìm công việc mới không sát sanh,
đó là lý sự vẹn toàn. Học Phật là học hạnh Phật. Học Phật là kinh điển chỉ dạy phương pháp tu. Ngộ Phật là áp dụng lời dạy trong kinh, phù hợp với hoàn cảnh và căn tánh, lý sự sẽ viên dung. Tư duy của chúng ta trong vài mươi năm ngắn ngủi không thể nào bằng trí tuệ vài ngàn năm trong kinh được. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.